trước thềm triển lãm Việt Nam Motor Show 2024 một trong những mẫu xe mới ra mắt tại sự kiện là Subaru Crosscheck Facelift đã được bắt gặp tại triển lãm SECC. Trước đó, thông tin Crosscheck đến Việt Nam đã được nhà hàng thông qua fanpage Subaru Asia. Dù hình ảnh chỉ cho thấy một phần chiếc xe, nhiều người đã nhanh chóng nhận ra đó chính là Crosscheck. Sau đó, các đại lý tiết lộ xe sẽ về Việt Nam trong tháng 10 với giá ước tính trên 1 tỷ. Subaru Crosstrek gây ấn tượng với thiết kế hầm hố với cụm đèn pha, là loại LED thấu kính. Xe không có cảm biến trước nhưng có hệ thống rửa đèn pha. Mâm xe 18 in mang thiết kế mới. Do xe nhắm tới đi địa hình nên ốp nhựa đen xuất hiện tại cản trước, đèn sương mù, hốc bánh và cản sau. Đèn hậu thiết kế kiểu boomerang tương tự trên Forester. Xe có kích thước tổng thể dài rộng cao của xe lần lượt là 4.480mm, 1.800mm, 1.580mm, Trục cơ sở dài 2670 mm. Như vậy, xe dài hơn 20 mm so với Toyota Corolla Cross 4.460 mm, dài hơn 98 mm so với Skoda Karoq 4.382 mm. Khi về Việt Nam, xe sẽ cùng phân khúc với Honda HR-V, Hyundai Creta, Kia Celtics, Nissan Kicks, Mazda CX3, CX30, Toyota Corolla Cross, Mitsubishi Fox. Nội thất Crosscheck trông khá giống Outback với màn hình 11.6 in nằm dọc, như máy tính bảng ở chính giữa, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay Android Auto. Ngay cả việc điều khiển điều hòa cũng phải thao tác trên màn hình này. Phía sau vô lăng là đồng hồ cơ truyền thống kết hợp màn hình nhỏ. Một số trang bị cơ bản khác trên xe có đề nổ bằng nút bấm, phanh đỗ điện tử, điều hòa tự động. Tham khảo các thị trường khác, Subaru Crosscheck sử dụng động cơ 2 lít hút khí tự nhiên, công suất 154 mã lực mô men xoắn 196 Nm. Động cơ này đi kèm hộp số tự động vô cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD. Về trang bị an toàn, Subaru Cross-Check tại Việt Nam nhiều khả năng, cũng sẽ được trang bị gói công nghệ i với các tính năng như hỗ trợ phanh tự động, ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn. Tại Việt Nam, theo tiết lộ từ đại lý, Subaru Cross-Check mới khả năng cao có giá 1 tỷ mốt, lớn hơn rất nhiều so với mức giá đồn đoán 700-800 triệu cách đây một năm lý giải sự tranh lệch này có thể là do nhà máy của subaru tại thái lan đã đóng cửa nên cross check mới sẽ nhập khẩu từ nhật bản thay vì nhập thái thị trường này không thuộc khu vực asean nên không được hưởng các ưu đãi chính sách đẩy giá bán của xe tăng cao